ai phù hợp đào Pi Network? Các bạn sẽ nghĩ việc đào coin từ trước đến nay là rất phức tạp. Bản thân mình khi biết về Bitcoin là đồng coin có giá trị lớn nhất trên thị trường hiện nay đã khá lâu rồi. Nhưng với suy nghĩ và tâm lý cho rằng đào Bitcoin quá phức tạp và chi phí quá cao nên mình đã không bỏ thời gian để tìm hiểu về nó. Và có một câu hỏi đặt ra là liệu rằng đào Bitcoin thì đồng coin đó sau này thì sẽ làm được cái gì, dùng vào việc gì và có giá trị hay không? Chính cái sự chần chừ và thiếu quyết đoán đó đã làm cho mình bỏ lỡ những cơ hội rất tốt để sở hữu Bitcoin từ thời điểm giá trị của nó còn thấp. Câu chuyện đào Bitcoin phức tạp và có chi phí cao là một lo ngại có cơ sở. Và thực tế thì đúng là như vậy. Tuy nhiên cái việc lo sợ về sự không phổ cập được Bitcoin nói riêng và tiền điện tử nói chung thì là lại một sai lầm rất lớn từ bản thân mình. Có những thứ quy luật phát triển của nó sẽ theo chu kỳ, có lên, có xuống, có hưng, có thịnh, có vượng, có suy. Và cơ hội làm giàu sẽ dành cho những ai biết nắm được cái tính chu kỳ phát triển của các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh như là bất động sản, vàng, dầu, chứng khoán. Và thời điểm hiện tại thì mình đánh giá là thời kỳ cửa ngõ của lĩnh vực tiền điện tử. Lĩnh vực này không còn là một thời điểm sơ khai nữa, nhưng tuy nhiên cũng chưa phải là thời kỳ cực thịnh của tiền điện tử. Do vậy, những ai biết nắm bắt cơ hội đánh giá được xu thế phát triển của tiền điện tử trong tương lai thì chắc chắn không thể không tìm hiểu và lựa chọn những cái dự án có tiềm năng lớn để theo đuổi trong giai đoạn này. Pi Network là một dự án tiền điện tử theo mình đánh giá là có tiềm năng rất lớn, sẽ là một đồng coin lĩnh sướng được sự phát triển và ứng dụng của tiền điện tử trong sinh hoạt hàng ngày. Cả về công nghệ cũng như là cộng đồng người đào, Pi Network đang làm rất tốt so với các đàn anh, đàn chị trong thế giới tiền điện tử như là Bitcoin, Ethereum. Pi Network có điểm xuất phát sau các cái dự án tiền điện tử khác, đó vừa là hạn chế nhưng cũng là một lợi thế của Pi Coin. Lợi thế đó là Pi sẽ khắc phục được những cái hạn chế của các cái đồng coin đi trước. Còn bất lợi của Pi là phải xây dựng và chiếm lĩnh được niềm tin và sự tin dùng của cộng đồng tiền điện tử vốn đã quen với sự có mặt của các kinh coin như là BTC hay là Ethereum. Nhưng tôi tin với những bước đi chậm chắc của Pi Network, dự án sẽ là một phần không thể thiếu được trong cuộc sống sinh hoạt, tiêu dùng của các công dân toàn cầu trong tương lai không xa. Quay trở lại với việc trả lời cho câu hỏi ai phù hợp với đảo Pi Network. Với Pi Network, bạn là người nội trợ hay là tài xế xe công nghệ, là nhân viên bán hàng, nhân viên văn phòng, từ kỹ sư, bác sĩ, giáo sư đại học, v.v. Bạn đều có thể khai thác được Pi Coin bằng chính chiếc điện thoại di động các bạn đang sử dụng hàng ngày. Mỗi ngày, các bạn chỉ bỏ ra từ 5 giây để vào app đào Pi trên điện thoại, kích hoạt khai thác Pi và bạn sẽ có một tương lai có Pi để tiêu dùng, mua sắm hàng hóa trên toàn cầu. Vậy tại sao bạn không tự dành cho mình một cơ hội để giàu có, để trở thành một công dân toàn cầu? Đây sẽ là xu thế của tương lai. Bạn năm nay 30 tuổi mà các bạn không biết nắm bắt xu thế thì đến năm 40 tuổi bạn sẽ tụt hậu hơn so với những bạn trẻ 30 tuổi. Hãy tự trao cơ hội cho bản thân mình các bạn nhé. Mình để cái đường link hướng dẫn cài đặt đăng ký app đào Pi ở phía dưới mục mô tả của clip này. Các bạn nhập mã mời đào Pi là Hoàng Minh Thắng 88 để ủng hộ chúng mình và gia nhập vào đội đào Pi của chúng mình để nhận được những sự hỗ trợ trong quá trình tham gia đào Pi nhé.